sư di trú của công ty luật di trú IST. Các bạn thân mến, Hạnh làm video clip này để mà thông báo cho các bạn là Hạnh đã đổi cái văn phòng ở Việt Nam. Các bạn thân mến, là gần 10 năm gắn bó với một cái địa điểm, đó là cái tòa nhà HSC 162B Điện Biên Phủ. Bây giờ là 10 năm, gần 10 năm trôi qua thì bây giờ cái văn phòng của Hạnh cũng nhiều nhân viên hơn, cho nên Hạnh quyết định là đổi cái địa chỉ, cái tòa nhà thành tòa nhà May Plaza ở Võ Văn Tần 63D, Võ Văn Tần, quận 3, các nha các bạn. Thì thông qua cái video clip này, Hạnh xin cảm ơn các khách hàng của Hạnh đã tin tưởng vào dịch vụ di trú IST của Hạnh. Bản thân là một luật sư di trú Úc, Hạnh cảm nhận là Hạnh rất là yêu nghề và yêu cái công việc của Hạnh, vì cái cảm giác mà khi mình báo cho khách hàng có visa và cảm giác như là mình đã giúp khách hàng rút đi những cái lo lắng vất vả, thì mình rất là hạnh phúc đó các bạn. Tức là cả một cái công ty tập thể của Hạnh rất là nỗ lực để mà hy vọng rằng là khách hàng sẽ không làm cho khách hàng của mình thất vọng nữa các bạn. Thì trong 10 năm nỗ lực ở cái văn phòng Việt Nam á, thì cũng gọi là đến cái năm thứ chín rồi đó các bạn. Thì văn phòng của bên Việt Nam không ngừng phát triển, và nhân viên của Hạnh cũng, số lượng nhân viên của Hạnh cũng không ngừng tăng, cho nên là cái tòa nhà HSC không có đủ sức chứa, cho nên là bây giờ cái văn phòng của Hạnh ở số 3D Võ Văn Tần, tòa nhà May Plaza đó, thì là nó cái dung tích của nó, cái diện tích của nó là gấp đôi cái tòa nhà cũ, cái văn phòng cũ nha các bạn, và hoàn toàn mới, xây dựng mới hết. Cho nên cái Hạnh làm video clip này, hy vọng là các khách hàng cũ của Hạnh khi mà muốn liên lạc lại Hạnh thì từ nay trở về sau có thể ghé cái tòa nhà May Plaza 63D Võ Văn Tần để liên lạc, hoặc là liên lạc qua hotline để nhân viên của Hạnh có thể hướng dẫn các bạn, các khách hàng đến cái tòa nhà văn phòng trụ sở ở Việt Nam của Hạnh nha. Còn cái văn phòng Úc Châu thì vẫn như cũ nha các bạn, vẫn ở suốt 14, số 46 đường Hill, ở Kapramatta, ở Sydney. Thì các bạn thông mến, cái tòa nhà, cái chỗ mà văn phòng Úc Châu của Hạnh á, nơi mà Hạnh trú ngụ á, làm việc á, thì Hạnh hướng dẫn các bạn rất là dễ đi. Các bạn tới Kapramatta và các bạn hỏi cái tòa nhà nào mà cái tầng trệt là có quán chay tên là quán chay Bồ Đề Tâm, thì các bạn biết là Hạnh ăn chay trường, cho nên Hạnh cũng rất là happy, rất là hạnh phúc là Hạnh thì ở trên tầng 1, còn tầng trệt là có một cái quán chay để mà khi mà Hạnh lười nấu ăn thì Hạnh có thể đi xuống mua đồ ăn ở dưới đó mà ăn, và quán đó cũng ngon đấy các bạn. Hạnh không có nhận commission, không có nhận tiền gì ở cái tòa nhà đó đâu các bạn nhá, nhưng mà của cái quán đó nha các bạn. Nhưng mà thực sự luôn là cỡ hơn 10 năm gắn bó với cái building này ở Úc á, thì Hạnh rất là thương cái quán chay Bồ Đề Tâm đó. Họ nấu cũng rất là ngon nha các bạn. Nhưng mà cái điều mà Hạnh rất là thương đó là họ đã khuyến khích rất là nhiều người Việt Nam tại Úc được ăn chay, và họ cũng có rất là nhiều người Tây họ tới đó ăn chay đó các bạn. Cho nên các bạn đi tìm cái văn phòng của Hạnh thì cái tòa nhà ở Úc Châu của Hạnh nó không có cái số, nó có cái số mà nó không có cái tên giống như các cái tòa nhà ở Việt Nam các bạn. Tòa nhà ở Việt Nam thì giống như các bạn chỉ cần đánh cái chữ May Plaza thì nó sẽ ra. Cái tòa nhà May Plaza thì nó ra, May là tháng 5 đó các bạn. May là M A và V, chữ M chữ A với chữ Y dài các bạn. May đó là tháng 5 á. Đó, các bạn đánh cái chữ May Plaza là nó ra liền, hoặc tòa nhà May là nó ra liền, Võ Văn Tần là nó ra liền. Nhưng mà cái tòa nhà bên Úc á thì các bạn không có cái tên, chỉ có cái số, cho nên là nó rất là khó tìm, nó rất là dễ lẫn lộn. Cho nên là các bạn chỉ cần đánh cái chữ là quán chay Bồ Đề Tâm Kapramatta thì các bạn tìm ra Hạnh liền luôn á. Thì Hạnh chỉ ở trên lầu tầng 1, còn ở dưới là cái quán chay Bồ Đề Tâm. Thì trên đây là các bạn, Hạnh nhấn mạnh lại nha, là cái văn phòng Việt Nam á, thì dời từ cái tòa nhà HSC đường Điện Biên Phủ qua cái tòa nhà May Plaza của đường Võ Văn Tần,
Còn cái văn phòng ở bên Úc thì vẫn giữ nguyên như cũ, và các bạn có thể tìm dễ tìm bằng cách đánh cái tên là quán chai Bồ Đề Tâm Compromise, thì các bạn sẽ tìm ra được liền cái luật sư Hạnh ở trên lầu, văn phòng cái số là 14, cái suite 14 là cái số 14. Còn cái đường á, cái tòa nhà đó nó nằm ở cái số 46, còn cái văn phòng của Hạnh thì tên là số 14. Tức là cái con đường các bạn cứ đánh là 46 Hill Street, đường hill là chữ chữ hill là chữ nu, chữ đồi núi các bạn, chữ H, chữ Y, chữ L, L á, đó là đường 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 đồi núi á, đó là đường cái hill là đồi đó, thì các bạn là sẽ tìm ra ha. Và hy vọng các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ và đồng hành với Di Trú IST, với công ty của Hạnh, và chúc các bạn định cướp thành công, và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt các bạn.